nằm cách Phan Thiết khoảng 110 km, giữa trùng khơi bao la sóng vỗ, Phú Quý là hải đảo tiền tiêu trấn giữ phía đông nam của Tổ quốc. Với vị trí đặc biệt đó, những năm gần đây Phú Quý trở thành một điểm đến với nhiều tiềm năng phát triển kinh tế biển, đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch. Đón chuyến tàu cao tốc Super Đông từ sáng sớm, rời cảng Phan Thiết, chúng tôi bắt đầu hành trình để đến với Phú Quý. Nếu như trước đây để đi từ đất liền ra đảo, hành khách phải chịu cảnh nhồi lắc cả 8 đến 10 tiếng đồng hồ trên những con tàu sắt chuyên chở người và hàng hóa, thì khoảng từ năm 2016, với các chuyến tàu cao tốc như Super Đông, Phú Quý Express, hải trình này đã rút ngắn lại chỉ còn hơn 2 giờ 15 phút. Từ đó, đảo xa cũng trở nên gần hơn. Thành phố biển là điều hình dung gần lắm về Phú Quý hôm nay. Cơ sở hạ tầng ở Phú Quý giờ đã khá hoàn chỉnh. Hệ thống trường học bao gồm trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học và mẫu giáo đều đạt chuẩn. Trung tâm y tế quân dân y kết hợp là điểm mẫu đầu tiên trên cả nước. Hiện tại Phú Quý có hơn 5.000 hộ với gần 30.000 dân. Hệ thống giáo dục y tế đáp ứng đủ nhu cầu dân cư. Bên cạnh cơ sở hạ tầng khang trang hơn, cảm nhận rõ nhất ở Phú Quý là biển trời bao la, đẹp đến nao lòng. Và con người luôn yêu thương, chia sẻ cho nhau sản vật của trời, lợi lộc của biển. Ở trên đảo, chỉ cần nói là dân xã nào thì người đối diện đoán trúng phốc anh và gia đình đang làm nghề gì. Đảo Phú Quý gồm 3 xã, 10 thôn và dứt khoát người của xã Tam Thanh là đi thu mua hải sản, người xã Ngũ Phụng là ngư dân bủa mực, còn dân xã Long Hải thì chắc chắn làm nghề lặn biển, đánh bắt hải sản ngoài Trường Sa. Hiện nay trên đảo Phú Quý đã có nghiệp đoàn nghề cá với hàng chục tàu thuyền tham gia để giúp nhau đánh bắt ở ngư trường khơi xa. Bà con không chỉ được hỗ trợ chính sách đánh bắt xa bờ như hỗ trợ xăng dầu, thu mua ngay trên biển mà còn được vay vốn với chính sách ưu đãi để đóng mới tàu thuyền công suất lớn. Vì vậy, sản lượng thủy sản đánh bắt hàng năm tăng từ 10 đến 15%. Không chỉ vươn ra khơi đánh bắt, bà con trên đảo còn khai thác hàng trăm hecta mặt biển để nuôi cá bè. Hiện nay trên đảo có tới 60 lồng bè cá, chuyên nuôi các hải đặc sản như cá bớp, cá mú, ốc hương, tôm hùm, cua huỳnh đế và các loại khác. Mỗi năm các lồng bè trên đảo thu về sản lượng hàng trăm tấn cá đặc sản, cung cấp cho đất liền và xuất khẩu. Với lợi thế nằm ngay cạnh ngư trường rộng lớn, ở ngoài khơi, tách biệt với đất liền, thế nên hải sản ở Phú Quý có độ tươi ngon hơn hẳn. Chính vì thế, những lồng bè này còn là điểm thu hút khách du lịch đến để tham quan và ăn uống. Ký mấy 2 ký, em thấy không? Ở quanh khu lạch dù thì có 40-50 hộ nuôi cái mú, đa số nuôi mú đen, mú đỏ cũng ít. Ở dòng Phú Quý đây thì là người đánh bắt về, thì mình thu mua đánh bắt ở khu Trường Sa. Rồi về ý là mình mua tôm, cua, cá. Nói chung là hồi trước thì chưa phát triển thì thu nhập yếu kém. Bây giờ mình làm phát triển thì thu nhập bình thường, đủ trang trải gia đình. Nằm cách Phan Thiết khoảng 110 km, giữa trùng khơi bao la sóng vỗ, Phú Quý là hải đảo tiền tiêu trấn giữ phía đông nam của Tổ quốc. Với vị trí đặc biệt đó, những năm gần đây, Phú Quý trở thành một điểm đến với nhiều tiềm năng phát triển kinh tế biển, đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch. Phong cảnh hoang sơ, khí hậu trong lành, trên đảo vừa có núi, có rừng, các bãi tắm trong xanh trắng mịn, nhiều di tích văn hóa có ý nghĩa văn hóa tâm linh quan trọng với người dân biển đảo. Người dân thân thiện, chân tình chính là yếu tố Phú Quý hấp dẫn du khách gần xa. Theo quy hoạch của tỉnh Bình Thuận thì đến năm 2030, Phú Quý sẽ trở thành khu du lịch cấp tỉnh và là điểm đến hấp dẫn với thương hiệu du lịch biển đảo độc đáo. Trong đó, mục tiêu tổng quát đến năm 2025, Phú Quý cơ bản trở thành khu du lịch trọng điểm của tỉnh Bình Thuận, phát huy tiềm năng lợi thế về du lịch nghỉ dưỡng biển đảo gắn với di sản, tiềm năng văn hóa biển. Đối với ngành cái du lịch của huyện đảo Phú Quý, phải nói rằng
thì đây là một ngành tương đối mới, mới phát triển được trong 2-3 năm gần đây. Đặc biệt nhất là khi từ khi được là Ủy ban nhân tỉnh Bình Thuận phê duyệt khu du lịch Phú Quý thuộc cấp tỉnh, trên tinh thần quyết định phê duyệt của Ủy ban tỉnh, trong đó thì tập trung vào định hướng phát triển các ngành nghề này. Một đó là cái du lịch sinh thái biển, và thứ hai nữa đó là cái du lịch cộng đồng, và thứ ba đó là cái du lịch văn hóa tâm linh kết hợp với các lễ hội. Và để như các nhóm ngành, các sản phẩm du lịch này phát triển thì theo đó thì đối với Phú Quý đã tập trung triển khai thực hiện. Một đó là kêu gọi đầu tư tàu cao tốc tuyến Phú Quý Phan Thiết để cho thu hút được khách đến tàu của Phú Quý này. Thứ hai nữa cũng là kêu gọi các dự án lớn tập trung vào cái khu du lịch Phú Quý. Nếu có thời gian đi tham quan du lịch đến tất cả những hòn đảo nhỏ xung quanh đảo lớn, chúng ta sẽ cảm nhận hết vẻ đẹp hoang sơ của Phú Quý. Hòn Tranh nằm phía bên trái của cảng. Sau hơn 10 phút đi cano, ta sẽ được trảo bước dưới những tán cây tỏa bóng mát và tìm hiểu cuộc sống của ngư dân với nghề truyền thống lặn bắt tôm hùm. Đi tiếp sẽ tới Hòn Hải. Đây là nơi xuất phát của những con thuyền làm nghề câu cá mập nổi tiếng ở Phú Quý và độc nhất vô nhị ở Việt Nam. Hòn Hải cách đảo lớn gần 3 giờ tàu chạy, được xác định là điểm ngoài cùng của quần đảo Phú Quý trên Biển Đông. Từ Hòn Hải, thuyền câu cá mập phải trải qua một hành trình dài mới tới được điểm câu. Thông thường mỗi chuyến câu của ngư dân kéo dài chừng một tháng. Trên đường đến Hòn Hải sẽ đi ngang qua nhiều đảo nhỏ, trong đó có Hòn Bú. Đây là một đảo đá đang trong quá trình phong hóa dữ dội. Đá non đã ngả màu vàng đất. Trên đảo không có dân sinh sống do không có nước ngọt, không một bóng cây, nhưng là nơi cư ngụ của các loài chim biển. Vào mùa mưa có hàng ngàn con chim mố, tức một loại ó biển, về đây sinh sôi nảy nở. Cảnh đẹp của Phú Quý không chỉ ở trên những ngọn núi, trên mặt biển hay trên những bãi cát dài, mà còn có cả ở dưới lòng biển nữa. Sẽ là rất thiếu sót nếu như du khách đến Phú Quý mà không lặn xuống để xem cảnh đẹp dưới đáy biển. Một trong những điểm nhấn lớn nhất ở Phú Quý đó chính là hệ sinh thái dưới nước, trong đó quần thể san hô còn được bảo tồn khá tốt. Anh Thảo là cũng đã đi rất nhiều nơi, cũng lặn rất nhiều điểm lặn á. Thì anh thấy Phú Quý, riêng ở Phú Quý thì anh có những cái điểm gì mà nó thu hút anh à? Một năm gần đây thì đi Phú Quý rất là thích lặn biển, riêng môn lặn biển mình nó thích, đam mê môn lặn biển Phú Quý, ở đảo Phú Quý này. Đặc biệt là Phú Quý là môi trường nước rất là trong, nước rất là ấm. Vì tại vì đá hình như là đảo Phú Quý, những cái đồi núi đá là đá nham thạch, đá núi lửa, cho nên là tạo cái nhiệt độ ấm ở dưới trong lòng đất, cho nên nước ở đây nhiệt độ 28-29 độ, hầu như là gần như là quanh năm, cho nên là mình có thể mặc đồ bình thường mình lặn không sợ mất nhiệt, lạnh ở dưới nước. Ở Phú Quý người dân rất là hiền hòa dễ thương, người dân rất là thật tình, sống rất là tình, cảm giác không, môi trường ở đây không khí rất là trong lành, rất là thiên nhiên. Mình ở đây cảm giác như là mình sống chậm lại đi, mình bớt già đi theo tuổi, theo năm tháng. Phú Quý hôm nay đã thật sự thay đổi rất nhiều. Những chuyến tàu ngược xuôi đưa khách đến và đi đã kéo hòn đảo nằm giữa Biển Đông trở nên gần gũi với đất liền hơn. Và hãy một lần đến với Phú Quý, leo lên đỉnh núi cao cát, bao quát tầm mắt ra xa tít tận ngoài khơi để thấy thêm yêu hơn biển đảo của Tổ quốc. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình du lịch và cuộc sống ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ quen thuộc 16:20 chiều thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV9. Thân ái chào tạm biệt quý vị.